Đây là thánh địa La Vang. Lúc 7 giờ sáng ngày Chủ nhật. Hôm nay là ngày 16. 16 tháng 6. Xe đông lắm. Mới đi Đồng Nai về, bây giờ vô lễ xong rồi là về lại Quảng Bình. Giờ 10 là có lễ ở trên đài Đức Mẹ, trên đài Đức Mẹ. Bây giờ tắt máy để chuẩn bị lễ nhé.